Bây giờ cũng có lẽ là nhờ nghệ sĩ Bảo Quốc, chú rể ngày hôm nay anh có đôi lời với ban khách. Dạ, Bảo Quốc xin kính chào các vị khách quý của gia đình chúng tôi. Bảo Quốc xin trân trọng. Hãy có người nữa thưa thiếu vị này, hai vợ chồng Bảo Quốc xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị, các bạn đồng nghiệp, các em, các cháu, các anh chị em, gia đình của Thủy từ vị nhà sang đây, các em cháu từ xa đến để chúc mừng chung vui với 50 năm ngày cưới của Bảo Quốc và Thủy. 50 năm không dài, không ngắn, nhưng mà nếu nói là ước tính kỹ thì nghe muốn nghe. Dạ, 50 năm sống với nhau. Bảo Quốc và Thủy cũng vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách của cuộc sống. Đầu tiên nhất là gia đình của Thủy. Và gia đình chính thức rất yêu thương nghệ sĩ, nhưng không thích con đến gặp nghệ sĩ. Bởi vì theo tìm kiếm thì nghệ sĩ xài gỡ cao. Và một cái đêm đó là hội nghị gia đình cuối cùng. Gia đình mới hỏi Thủy như thế nào. Thủy chỉ cần nói một câu thôi: thà một phút duy hoàng bầu trợ tắt còn hơn cái gói xuống ngăn tay vô. Ông đêm như Thủy lắm. Đóng quý cửa nào. Và một phút về làm lễ thì mới chứng minh được phần nào nghệ sĩ cũng có chồng 19, vợ 17, đâu có dám ra làm hôn thú. Ra làm hôn thú là tôi bị tội dụ dỗ cái gì thành niên. Khổ vậy đó, cho tới khi mà làm được hôn thú rồi đó thì bốn đứa con. Thật sự lúc đó thì cũng khó khăn lắm. Nhìn bốn đứa con không biết sao nuôi nổi nó tới lớn nữa. Nhưng nhờ trời Phật tổ nghiệp thương, các con bây giờ đã trưởng thành và thành công. Cuộc sống rất là ổn định. Gia đình của Thủy chờ bốn đứa con, chín đứa cháu, nội ngoại, tăng cường thêm hai đứa cháu cốt. Bọn tôi muốn nói lên đây để các anh chị, các bạn và các em, các cháu cùng chia sẻ cuộc tình của Bảo Quốc. Mới yêu nhau tưởng là một cuộc tình, nhưng không ngờ bây giờ là cả một cuộc đời. Bảo Quốc cũng đỡ yêu thương nhiều, nhờ làm yêu luôn để đưa hết. Nhưng mà tôi gọi ông là mấy ông cũng lên mắt trước đi, để tới nhà để đến cửa. Dạ thưa các anh chị và các bạn, 50 năm, hai vợ chồng của Bảo Quốc đã mạnh mẽ, dùng để vượt qua tất cả mọi thử thách để sống với nhau. Và bây giờ, 50 năm nữa, hai vợ chồng cũng nói nhau rồi nắm tay từ từ tiến bước để thành 100 năm hạnh phúc. Cái từ đây cái nói già lắm rồi không dùng để nổi nữa đâu. Một lần nữa, Bảo Quốc xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt hôm nay để cùng vui cái 50 năm ngày cưới của Bảo Quốc và Thu Thủy. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của nghệ sĩ Bảo Quốc, người đang rất hạnh phúc trong đêm nay. Bây giờ sẽ là những lời chúc mừng người gần nhất, thân nhất. Có cái ảnh đó là có. Dạ, nói tụi con
con thì rất là tự hào vì thằng con ba mẹ, cái mong ba mẹ sẽ luôn mãi hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe để mà tụi con luôn luôn noi theo, luôn luôn được cái cánh của ba mẹ chỉ dẫn. Hai em, hai Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh. Chào Loan Phạm, chào Thoại Tiên. Bây giờ thì cũng làm phiền các anh chị các bạn và các em các cháu quá rồi. Bây giờ thì cũng trễ, một phút một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người và một phút xin trân trọng mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhận tiệc và vui với một phút của tụi mình đêm nay. Xin cảm ơn. Nhà đại diện đang dự ngày kỷ niệm đám cưới 50 năm của anh Bảo Quốc. Linh Tâm đang dự đám kỷ niệm đám cưới vàng của anh Bảo Quốc, danh hài Bảo Quốc và chị Thu Thủy. Cảm ơn Lê Kim Tư. Chị Linh xuống con của sao con còn đứng ngay vậy? Sao con còn đứng ngay vậy? Chào Kelly Nguyễn. Chào Bình Thủy. Bình Thúy hả? Mời họ quá. Con còn chơi một bài kia vậy? Anh Kiều qua nắng. Chào Đức Lan. Chào Nhất Linh. Đúng rồi, mẹ con nói đúng mà con nói cũng đúng. Nó nói vậy tới 13 tuổi cũng mất rồi. What? Hai Đức, chào em Đức, chào Dương Trần, chào Kim Chi. Khỏe không Đức ơi? Chào Yến Vi Lê. Ai vậy? Đức Lê. Xe đạp đi đâu? Xe đạp đi đâu à? Cảm ơn. Cảm ơn nha. Đang tái hiện cảnh anh chị Bảo Quốc quen nha hồi xưa. Tháng sau anh về Đức ơi. Chân em ok chứ Đức? Tóc này đường qua nắng. Tóc này ok chưa qua nắng? Cảm ơn. Mấy giờ đó? 6 giờ. Đi nha. Mua đi luôn.
trời. Không có anh buồn hả? Đó. Anh về nên mình vui nha Đức. Đồng ý chưa? Sao? Cái này không với ông bà ngoại đâu. Cái này là anh mày con có chị Trinh đi mà. Để trong trọn rồi. Thôi giờ đừng nói nữa, nói còn lễ lưng bây giờ là... Con hát lên cái tặng ông bà ngoại em đâu được không? Dạ. Đâu thử thôi. With your smile so tender, my heart was kind to me. My soul surrendered. I spent the lifetime waiting for the lifetime. Now that you're here, this time is you. Cho phép đi gần gần chút quay cho đẹp.